Cũng đủ lông đủ cánh phết rồi nhở. Tao nghĩ mày cần phải cảm ơn thằng anh mày vì cái mồm của nó. Và tao tin rằng sau này cái mồm của thằng anh mày sẽ fucked up nhiều thứ cho mày lắm. Điều gì khiến mày tự tin vậy, là tiền hay là câu? Ngáo à? Vì cái thái độ của mày tao thấy mới thật sự là joke. Hài à? Tao biết dạo này mày khó và mày có vấn đề trong óc. Nhìn mày thôi cũng đủ hiểu rằng cần có một người chăm sóc. Ý tao là dạo này mày trông khá là suy. Có thể do mày cảm thấy rằng không biết mình đang làm gì. Có vẻ anh em của mày chả giúp được gì cho mày nhỉ. Trông như thằng hề kéo theo sau nguyên một bầy khỉ. Mày mắc bệnh hoang tưởng nặng cấp độ 2. Dưới khoản mất trí nhớ chắc không ai có thể đo lại. Mày lợi dụng mày vuốt ve hết giá trị rồi mày lại vứt. Nên bất kỳ thứ gì mày nói đối với tao nó thối như cứt. Đụng vào cái tâm hồn mỏng manh là thằng cu ấy nó lại tức. Tao biết người đi cùng mày lên cũng là người mày đẩy xuống vực. Nó vẫn support hết mình dù linh hồn mày đã bán đứt. Bản thân mày còn thế được thì đéo ai mà mày không dám dứt. Ừ thật sự có lúc tao lệ mày để khép đi. Vì đéo ai dính vào loại mày cũng rơi vào bad trip. Ban tổ chức cũng khóc thế khi mày diễn bài chơi đồ. Ở nơi có cả trẻ em và mày đổ vấn đề đến từ nơi họ. Quá ảo, chắc mấy thằng anh trong nhóm nó dạy mày. Bao gồm một con chó, một con linh cẩu, một con chó là thầy. Hay đấy là con mày, vì tao thấy chúng nó thật vâng lời. Vì tách mày ra là hết, nên anh em quyết định không rời. Mày có yêu anh em hay không hay chỉ là cô đơn? Ra không hề đơn độc, rất tập thể toàn thằng vô ơn. Ăn hôi người khác nhưng khi bị nói thì lại không thích đâu. Nếu buồn thì lại về nhà gọi mấy anh em qua mà thông đít nhau. Nhìn các fan của mày tung hô tao thấy buồn nôn thật. Chúng nó tin vào một thằng giả tạo cứ thế mà ôm chặt. Quốc quần áo của người khác xong rồi là đéo trả tiền. Chắc Wiggle Wen dạy mày là phải sống kiểu khôn vặt. Còn cái bài nhạc mày xe là minh chứng sống. Cho việc mày hút style của người khác xong lên mạng thì cứng lắm. Năm ngoái mày bảo mày hai anh Tuấn tao đã thấy mùi khai khai. Năm nay thì là Cardi, chắc năm tới là Ice Spice. Hoan hô ban nhạc thủ đô tao mấy thằng bị bợm. Để che giấu đi sự yếu đuối phải trông thật nghịch ngợm. Phải tỏ ra ngầu, phải tỏ ra chất, tỏ ra mình dơ gàng. Sơ logo lên cho mọi người tưởng nhớ xong rồi đưa tang. Tao chỉ thấy thứ mà mày đại diện đó là sự ngông cuồng. Nên khi tao thấy mày tự hủy tao lại thấy không buồn. Tao chỉ muốn chúc mừng đến những người bị mày đẩy ra xa. Một thằng ba hoa như này có rất nhiều karma. Và mày nuôi một con linh cẩu trông khá là giặt dẹo. Vì nó ngu nên ông trời cho nó cái mặt sẹo. Cái tội bất kính với tổ tông là cái tội rất bứ. Nó chửi bố cả ông nội cũng chỉ vì nơi mà họ xót xứ. Thế nên nghe làm đéo gì á mấy thằng ngu sủa. Tao thấy mày nên dắt nó về á xong rồi tu sửa. Chúng mày phản bội cái tên và cả lý tưởng từng đặt lên. Giờ chúng mày khác gì đồ chơi đến từ tông của. Tông của, đi mẹ mấy thằng tông của. Tông của, chúng mày đúng là tông của. Tông của, nhận Hà Nội như chúng mày tông của. Tông của, cút con mẹ về tông của. You thought I was feeling you? Chờ đâu sao, đây nhìn nào. Cơm độ ai nói nhanh người ta còn trả. Anh em tao đang luôn lem bèm cả bỏi đằng sau mấy cái lời dèm pha. Làm nghệ thuật nên tao đã quen với cô đơn. Tao không ngạc nhiên khi mà chưa quen với nó. Không vừa thôi bạn thân đã nhắn tin là đời đẹp như tranh bạn là một thêm người khó. Thế không phải là gì công an hỏi bãi là ô ô ô ô. Ăn cho quả keo lên ngay phường ngồi thử ma túy. Xong mày ngồi lại solo lô lô. Chuyện tao của mấy con chó với cả mấy con khỉ. Xem cái mồm mày cái bộ nói chuyện đen là mấy cái phát sai lòi. Rồi cái lúc mày hát nó gọi là bộ bộ bộ. Mày ta đi nhớ đặt gallery ta đi ngon con phố. Inbox đi để cho anh con số. Không mày ta đã tên bao nhiêu giờ ta không rõ. Ôi giời ơi quên hết. Chỉ nhớ kẻ quá nên ta quên hết. Quên là ban tổ chức đã xin phép. Và quên luôn một thằng chuyên thu bình nét. Cả những lời đồn về tao đều đúng. Tao phải để quan tâm và bỏ thời gian để kiểm chứng. Tao vẫn là tao, tựa tao quyền cứng. Nhưng mà bên này tao mấy cái năng lượng nhảm nhí. Thích làm đội trưởng nhưng mà đéo có quản lý. Nhóm mày nát bét mà cứ gãi làm tí. Thôi 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 đừng làm đúng mày nát. Những cái cách mày từng tát con gửi mày ở hút. Man fuck that I am feeling that shit. Cái cách mày đòi tiền nó khi mày chia tay. Man fuck that I am feeling that shit. Đéo thích tao thì như là phải né tao ra. Xin lỗi đã hỏi thăm man fuck that shit. Tao đéo khi làm nhạc đi tao lại thích làm nhạc đi. Tao cả mày đúng mày là bảo mấy anh em trong group chat của mày là chat. Nhanh cái tay lên cho tao cả đọc với. Bảo sao tao cần phải dứt khoát không thể nào vớt bát nước đục. Cho nên tao phải lòng mới mà dần phải cứt là tao vứt đi luôn. Tao sẽ đi mua lại một đôi Air Force mới. Leo lên cao hơn cái tầng 8 dẫm lên nơi mà tay mày không thể không thể chạm tới. Tương lai tự nhiên lại lòi ra mấy thằng ba đi. Mồm chữ rất hay nhưng mà tay muốn sóc nên là đi bại chú ai nhưng mà trường ta ghê. Tâm hồn bóng mạnh như thế nào cứ thử đi thì biết tâm hồn mày nó thấy đẹp tựa pha lê. Thế thích như nào biết cái đéo gì hay là bây giờ mày nói mạng mày ra đi. Fuck that I am feeling that shit. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Ain't feeling that shit. Ain't feeling that. Thought I was feeling you.